Đây là những cái gian hàng ăn chay ngày hôm nay là phát hoàn toàn miễn phí nhá. Thay lời ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả các quý vị chúng ta khẩn trương để ngồi vào các dãy bàn mà ban tổ chức chúng ta đã sắp xếp sẵn rồi để chúng ta chuẩn bị dự một buổi tiệc chiêu đãi do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt và để có sức khỏe để chúng ta chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ sẽ là chương trình khai mạc chuỗi các sự kiện hoạt động văn hóa để chào mừng đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo của Tam Chúc của chúng ta diễn ra vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 sắp tới. Do đó rất mong tất cả các quý vị và anh cho em nhờ đi anh ơi. Đây toàn bộ là gian hàng chay của Tâm An Lạc nhá. Đấy, ngày hôm nay là bên Tâm An Lạc là phát tâm là phát miễn phí hoàn toàn cho tất cả những du khách thập phương và đặc biệt các Phật tử chúng ta về đây để vào buổi tối chiều tối ngày hôm nay. Đó. Chúng ta nghỉ là sắp xếp một người. Dự kiến là 10.000 suất phát miễn phí trong cái đợt đại lễ này. Anh đang ở đây em đi ăn cơm trưa này em ơi. Em chỉ ăn đâu chứ mỏi cả chưa chắc đã ăn ngon được. Mà lỡ mua vé rồi mà ăn không được ngon thì lỗ vốn. Thế do đó là mình cứ tranh thủ là mình cứ ngồi im. Ngồi im thì chút nữa cái mình đói bụng ăn nó mới được nghĩ để lỗ mình. Hôm nay không những được ăn ăn hay là ăn hết rồi. Thầy nói thế mọi người lại chen nhau vào bây giờ. Vâng. Mặc dù đã chuẩn bị đến 5.000 suất ăn nhưng mà với cái số lượng người mà cứ đông như thế này thì ai đi sau là ăn cơm thừa canh cặn nhất. Thế do đó là người nào mà côn nữa là vào trước ngồi, chứ người nào dài là cứ đi tới đi luôn. Dạ vâng, theo tất cả quý vị, theo thông báo ở trên Facebook là hôm nay chúng ta trở về chùa Tam Chúc tham dự đêm khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo và sẽ có buổi chiêu đãi tiệc buffet đây của Ban Văn hóa Trung ương. Theo thông báo là tất cả đều miễn phí xe điện và miễn phí tiệc buffet, nhưng mà bên ngoài phòng bán vé không nhận được ý của bác sư trường nên có bán vé, thực sự là không có bán vé gì hết á. Các thầy đã nói rồi là không có bán vé. Quý vị nào mà lỡ có mua rồi hoan hỷ, nếu giải quyết được thì sẽ giúp cho quý vị, còn không thì quý vị hoan hỷ cho. Thực sự là không có bán vé nha quý vị. Cũng là hoan hỷ cho ha. Dìa Phật. Cô Hải gặp ông Nga ở sân vận động à, ở đường phía sau sân vận động. Cô Hải gặp ông Nga phía sau sân vận động. Cô cứ ra đấy tí nữa cô tìm ra mà. Rồi ai mà lỡ mua vé thì thôi. Chúng ta cố gắng ngậm ngùi bằng cách chúng ta ăn gì cả. Thế bây giờ rồi, có lẽ là chúng con mời các cụ hoan hỷ vào đi ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này, thay mặt ban tổ chức, cho phép chúng con xin được cung đón chư tôn thiền đức hoan hỷ quang lâm về đài sân khấu để chứng dự cho buổi tiệc chiêu đãi
của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng con chiều ngày hôm nay ạ. Kính mong chư tôn đức hoan hỷ quang lâm.